ăn một củ cải đỏ đẩy lùi 3 phần bệnh trĩ. Củ cải đỏ là thực phẩm rất phổ biến tại Việt Nam, dễ tìm, dễ kiếm, lại đặc biệt tốt cho bệnh nhân trĩ và táo bón. Hàm lượng chất xơ có trong củ cải đỏ rất cần thiết để làm sạch ruột và giúp hệ tiêu hóa vận hành ổn định. Chúng cũng hạn chế tối đa cảm giác đau đớn khi đi đại tiện mà bất kỳ ai mắc bệnh trĩ cũng đều gặp phải. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào có trong củ cải đỏ sẽ giúp hệ miễn dịch được tăng cường, nhờ đó ngăn chặn sự tấn công của các vi khuẩn và các búi trĩ gây viêm nhiễm. Với những công dụng tuyệt vời kể trên, bỏ lỡ củ cải đỏ trong quá trình tìm kiếm bài thuốc chữa trĩ quả thực là điều đáng tiếc. Chính vì thế, bạn hãy tham khảo một số cách chữa bệnh trĩ bằng củ cải đỏ ngay dưới đây của Dr. Trĩ các bạn nhé! 1. Uống nước ép củ cải đỏ. Bạn cần chuẩn bị 200g củ cải đỏ và một chút muối tinh, đem củ cải rửa sạch rồi ép lấy nước, pha thêm một chút muối tinh để uống mỗi buổi sáng, kiên trì sử dụng và thực hiện đều đặn để thấy những chuyển biến tích cực nhất. 2. Làm salad củ cải đỏ. Món salad củ cải đỏ và dưa chuột không chỉ tốt đối với bệnh nhân táo bón và trĩ, bên cạnh đó chúng còn rất tốt cho hệ tim mạch. Món ăn này có nguyên liệu đơn giản, cách thực hiện dễ dàng. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị nguyên liệu như sau: 10 cây củ cải, 2 quả dưa chuột, 2 thìa cà phê húng quế tươi thái nhỏ, 1/2 thìa đường, 1/2 thìa muối, 1 thìa dầu ô liu và 1 thìa giấm rượu trắng, 1 chút hạt hồ tiêu. Khi chế biến, bạn bớt lại 1 phần củ cải để trang trí, bào mỏng 5 lát củ cải, phần còn lại cắt thành 2 hoặc 4 phần. Tiếp đó, dùng dao 2 lưỡi để bào dưa chuột thành miếng mỏng, cho củ cải đã thái nhỏ và dưa chuột vào bát. Trộn hồ tiêu, húng quế, đường, muối cùng với một chút rau củ rồi để vài phút cho ngấm. Cuối cùng thêm dầu ô liu và giấm vào bát trộn đều, sau đó trang trí lên trên mặt món ăn. Như vậy là chúng ta đã có thành quả là một món ăn hấp dẫn. Chúng đặc biệt thích hợp cho bệnh nhân táo bón và trĩ trong mùa hè này. Trên đây là hai cách bạn có thể dùng củ cải đỏ để tự chữa trĩ và táo bón tại nhà. Trong trường hợp bệnh nặng hơn, củ cải đỏ không thể giúp bạn chữa dứt điểm, hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để có biện pháp chuyên sâu nhất các bạn nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng tôi.